Chào con. Ekip gửi người tri kỷ 2 cũng như con luôn mong đợi trời lại sáng để chương trình sớm được thực hiện, đáp tạ lại tình yêu thương của quý khán giả đã chờ đợi hơn 6 tháng qua. Trời ơi, 6 tháng nói thật ngắn nhưng mà cái nỗi chờ với lại những cái điều mà mình phải khắc phục nó dài, kinh khủng dài luôn ha. Nhân đây sẽ tiết lộ với con và khán giả, chương trình gửi người tri kỷ 2 sẽ sớm được tổ chức trong tháng 12 này với hình thức online, phù hợp với tình hình chung của thế giới cũng như của Việt Nam khi số ca nhiễm vẫn hầu như đang tăng mỗi ngày. Có thể nói là đây là dự án mới lạ và mang đầy tính thử thách. Cô hy vọng sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của quý khán giả dành cho chương trình, đặc biệt là dành cho đệ nhất đào giỏi Diệu Hiền ha. Cả nhà cùng chờ đợi thông tin sớm nhất về chương trình nha. Tất cả sẽ được update cùng fanpage nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết và trang YouTube nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trong thời gian sớm nhất có thể. Trân trọng. Nếu mà đủ duyên thì 15-16 tuổi cô đã thành master tu theo đạo Công giáo rồi. Chắc là bản thân còn phải thực hiện một số sứ mệnh mà cải lương tổ nghiệp giao phó. Nghề chọn mình lúc nào không hay. Bao nhiêu lần đang hát, lại nghỉ học. Rồi học, rồi hát, rồi hát, rồi học. Ấy vậy mà tình yêu của khán giả vẫn luôn thương yêu đông đầy và luôn vẫn luôn theo dõi mình á. Thiệt là biết ơn vô cùng. Để coi nha. Cái năm 48-50 á, cô lại có ý nguyện xuất gia theo sư ông Thanh Từ học đạo. Nhưng mà sư ông khuyên một câu làm cho cô giác ngộ. Cô chợt nhận ra cải lương là định mệnh của đời mình. Nên từ đó đến nay cô luôn dùng nghệ thuật dân tộc để truyền tải đạo pháp của dân tộc, hầu mong đem đến sự tự tại, bình an, yêu đời, yêu người dành cho bản thân cũng như là cho quý khán giả thân thương. Cũng nhớ lúc đó sư ông Thanh Từ nói là con bây giờ ở tuổi này, con vô thì sức mà học đạo thì cũng khó nổi theo nữa rồi, mà con đang hát và con đang được bà con khán giả thương, thì như vậy đó là con chuyển những cái bài pháp Phật thành ra những bài ca để cho con nhớ và để cho khán giả dễ nhớ. Như vậy đó thì cái ý nguyện mà giúp cho bản thân với giúp đời của con nó sẽ thiết thực hơn. Hồi ơi, cảm ơn sư ông quá trời luôn. Chào con. Không chỉ riêng con thích vợ cái lương mùa thu lá bay đâu nha. Cô cũng cực kỳ yêu thích luôn. Và cái vợ cái lương đó cũng để lại trong cô rất nhiều kỷ niệm khó phai mờ. Thật ra có những ký ức vẫn nằm nguyên ở đó, chỉ là chưa đủ duyên để khơi lại, để nhắc nhở vậy thôi. Mà cứ nhắc tới cái vợ đó thì lại nhớ anh Minh Phụng, danh ca Minh Phụng. Có những cái đoạn anh diễn rất là tuyệt vời ha. Trong cái vở tuồng này cô được hóa thân thành hai nhân vật. Nếu như mà con để ý kỹ đó, cả hai nhân vật cô đều có cách xử lý bài bản rất khác, phát âm khác, tính cách khác, khắc họa được chân dung nè, rồi những đặc điểm của từng nhân vật. Mà chắc có lẽ nhờ như vậy cho nên tuồng mùa thu lá bay này rất được lòng của khán giả khắp mọi miền, nhất là khán giả miền Bắc. Tôi nhớ có chuyến lưu diễn tại Bắc Ninh, có một khán giả thuộc danh vết từng câu hát trong vở tuồng đó. Còn cái giành phúc bằng ha, khi vai diễn tuồng cải lương mà có mình tham gia vẫn trường tồn cùng năm tháng, quá tuyệt vời luôn. Nhắc tới mùa thu lá bay thì như là cô nói đó, không thể nào mà không nhớ đến danh ca tài hoa Minh Phụng. Tác phẩm càng trọn vẹn cảm xúc hơn khi có anh góp mặt. Ngoài anh ra,
cô lại nhớ đến Bác Tấm Dân, nghệ sĩ ưu tú Phương Quang. Giờ ekip kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Nhưng mà hết sức may mắn là tình yêu của khán giả vẫn còn ấm ấp. Điều đó có vàng bạc đá quý hay gì nữa cũng không thể sánh bằng, ha. Chăng giữa âm đồng quê, khi trăng ngang mờ tỏa chiếu trên đê, đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đám đám bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người diều du giấc nam kha. Mộng triền miên say sưa dưới mây vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Ô toán nghe câu hò sớm bên nhà ngân ru hò, hò hoàng tư gió ấm no. Năm tài hát lên ngàn câu thành bình, tình tăng tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng ngời. Rồi.